bạn sẽ cày tóc chân lực cực nhanh nếu coi video này. Nhiều anh em phân vân hỏi TNG, cày tóc thì cày rank cao hay là cày rank thấp dễ hơn? Nhiều anh em cho rằng cày rank thấp dễ win liên tục, tích điểm nhanh, chứ cày rank cao ván thắng ván thua bao giờ mới đua kịp tóc. Theo TNG, nếu bạn muốn cày cục vàng cục tím ấy, thì nên đánh rank cao thủ hoặc là chiến tướng sẽ cộng nhiều điểm hơn, và đánh một thời gian ấy sẽ mắc điểm. Khi mắc điểm, chúng ta dù có thắng ấy, MVP vẫn chỉ cộng 1 đến 3 điểm thôi. Lúc đó sẽ chuyển sang chế độ đấu đỉnh cao, vào ban pick chọn đúng đường, đúng tướng mình cần cày top, thì khi thắng và được MVP sẽ được cộng điểm khá cao, từ 80 đến 100 điểm, có khi còn hơn. Tóm lại nè, nếu các bạn còn thấp điểm hay là chưa có điểm và đang muốn reo ấy thì hạ xuống rank thấp cày cực kỳ nhanh. Còn anh em nào đang nhiều điểm mà hạ rank để cày ấy, ít điểm thôi anh em. Nên nếu được ấy, cứ cày cho mắc điểm ở rank cao thủ tới chiến tướng đi, đợi mắc điểm cộng ít thì chúng ta vào đỉnh cao. Chúc anh em reo thành công. Nếu các bạn cày top kinh nghiệm hay và thú vị, comment chia sẻ dưới video nhé. Tầm 900 cành, có hạc rank VIP nào không em ơi? TNG Shop Champion, loại này quá nhiều luôn anh em ạ. Toàn zin luôn. Lão đeo phi thiên, Nghiệp Hòa yêu hậu Natalia, Rat siêu Việt, mua nick giá rẻ tại TNG Shop.vn ngay nha các bạn. Anh năm nay 39 tuổi rồi, vẫn cực kỳ thích coi TNG, làm rất là nhiều video tuyệt vời. Mùa này làm cho anh một quả video về Zata đi. Ok anh ơi, khi nào mà TNG lên ấy, thì YouTube nó sẽ thông báo cho anh nhé. Đó là lý do vì sao TNG nói với anh em nhớ like video và bấm nút đăng ký kênh, ấn nút chuông để cứ ra video đấy ạ, thì anh em sẽ được thông báo tận nơi. Người già tay chậm, mấy ông cháu cứ rủ chơi game thôi, coi TNG 45 ngày lên cao thủ rồi. Ok anh ơi, anh em chúng ta mặc dù là cũng có tuổi rồi, nhưng mà được cái là đam mê, và chỉ cần coi TNG, TNG đảm bảo chia sẻ những cái kinh nghiệm để những người già tay chậm như anh em mình ấy, đấy, có thể đeo rank cùng với anh em tuổi trẻ tài cao nhá. Uy tín luôn ạ. Và góc trái vẫn là cái lối trang bị đó thôi anh em ạ, cũng chẳng có gì để mà chúng ta phải bàn luận nhiều. Nói chung là cái trận đấu này nếu mà tiên địch không có con Mina ấy, thì chắc chắn là càn và ăn đường này một cách dễ dàng. Chẳng qua là đồng đội của mình ấy thì cũng kiểu là thôi mày tự lo đi, kiểu mày đánh hoa được mà. Từ lúc coi video của S tới bây giờ đã cao thủ 15 mùa rồi. Ok tuyệt vời quá. Cho mình hỏi là nếu mà Omen, tức là nếu bị thằng Omen Six đấy ạ, leo lên chiêu cuối bi rừng có thoát được không? Thì mình xin thưa luôn là mình chưa test, nghe có vẻ hấp dẫn đấy. Nếu mà test mà thoát được ấy thì TNG sẽ làm clip ngắn đó trả lời cho anh em ở trên kênh TikTok mới nhá. Đây là kênh TikTok TNG chuyên làm về những cái điều nó mới mẻ, giải đáp những thắc mắc đặc biệt là của anh em. Ok chưa? Link TikTok TNG xin để ở phần mô tả ghim luôn. Đó, anh em nào mà chơi TikTok đấy ạ, cho TNG xin một theo dõi và một thả tim đó nhá. Có 3.600 anh em lên rồi đó. Đấy, ghê chưa? Toàn video 100.000 view, triệu view thôi. Chứng tỏ là gì? Chứng tỏ là toàn những thông tin mới muốn gửi tới cho anh em thôi. Vậy nên các bạn chưa bỏ qua nhá. Gặp thằng Mina này thì các bạn cứ từ từ, đợi chúng ta chút cơ đồ ấy thì sẽ chăm bón cho nó. Thực sự thì Cavani gặp con Mina các bạn cũng không phải quá lo lắng đâu. Nhưng mà khi các bạn chưa đồ ấy thì đừng có ảo tưởng quá nhá, và nên ưu tiên lên cái đôi giày, chả giày kim cường, thì giúp cho anh em thể dễ dàng chơi hơn. Và đương nhiên rồi, khi mà chúng ta lên cái đôi giày kim cường ấy, chúng ta sẽ lên vút hung tàn nhá. Mùa này Mơn Ga sử dụng gươm mình chết được không? Được nhá, TNG có test cho anh em rồi. Gươm này chơi được không? Thoải mái, có bảo kê càng tốt, nếu không thì phải kéo về lết, và bắn được thì chắc chắn là gánh rồi. Đây là cái đặc điểm của vị tướng Zone nhá các bạn nhá. Nói chung là lâu lâu có vài câu hỏi hỏi nhanh đáp gọn của anh em thì cũng tiện lợi. Ôi ôi anh Kinnack kia, anh em nhớ nhá, khi bạn đối đầu với Kinnack ấy phải nhớ một cái nguyên tắc, đó chính là đợi nó nhảy trong quả chiếc cuối ấy, khi đó chúng ta mới có thể bắn trả đam dễ dàng được. Chứ bây giờ mà lao ra sớm quá ấy, thì là toang đấy. May mà cái pha vừa rồi là tổ quốc ghi công anh thên luôn ạ. Không là TNG cái pha đó cũng rất là khó chơi. Rất là nhiều câu hỏi của anh em đặt cho TNG, và TNG làm luôn cái chủ đề của các video chiều. Giống như là chiều nay đi, TNG làm chủ đề đó chính là hạ rank có cày điểm chiến lược nhanh. Nó chỉ nhanh khi các bạn mới cày hoặc là ít điểm thôi anh em ạ. Siêu ít điểm nhá thì mới nhanh được. Chứ nếu không ấy, các bạn cứ đánh ở cao thủ chiến tướng đi, được nhiều điểm hơn mà. Đây điểm ta lại qua đỉnh cao, ok chưa? Nhờ TNG em là cao thủ sau một tháng chơi game rồi nè. Ok, thank you bạn nhá, tuyệt vời quá. Toàn những feedback chất lượng rồi anh em ạ. Đọc bùi cả tai, nhức cả nách. Với cái lượng sát thương và cái lượng sát thương mà chúng ta thể tạo ra khi bạn sử dụng ở dạng đại liên đấy ạ, chúng ta thể ăn dễ dàng, thứ nhà để trụ nè, ăn mục tiêu nha các bạn. Một câu hỏi rất là dài và TNG tóm gọn lại ấy, đó chính là nếu mà cả hai bên cánh đều bị thọt mà chúng ta đi rừng ấy thì ganh cho bên nào? Cái này còn phải xét nhá. Ví dụ như là top của chúng ta là các vị tướng kiểu dạng Zuka hay là Omen mà tiên địch làm con máu giấy thì sẽ ưu tiên ganh thằng top.
nếu mà chúng ta đánh các vị tướng có sát thương to như là kiểu Aoi, Nakdos. Còn nếu mà thằng top là kiểu dạng thằng Skirt, Omen ấy, thì sẽ không ưu tiên gank nó, mà người ta sẽ ưu tiên gank ở đường rồng. Thực ra nhiều khi gank ấy, gank không hẳn là phải lao vào giao tranh nha anh em nhá. Đây, thơm quá. Gank nó có rất là ý nghĩa. Thứ nhất là các bạn thì xuất hiện để mà chỉ khè thôi. Tức là có sự xuất hiện của bạn chính là niềm vui của chúng tôi đó anh em. Anh em nghe câu đó bao giờ chưa ạ? Đấy. Tức là chỉ cần các bạn lộ diện là tao muốn gank nó thôi thì cũng đủ để mà át vía bọn nó rồi. Và khi đó thì đồng đội sẽ dễ dàng chơi và dễ thở hơn. Đổi đường nha các bạn nhá. Tiện thể đổi đường để mà băng trụ luôn. Ấy chơi luôn. Ui thôi xong rồi. Tính sai các bạn ạ. Hình như là mình hơi bị ảo tưởng sức mạnh một chút sau khi ăn xong 5 mạng. Phải chậm chậm lại thôi. Thực sự nếu mà trận đấu này mà team địch có nhiều bị tướng khống chế căng như kiểu con Mina ấy, thì TNG sẽ lựa chọn đó chỉ là đôi giày hộ vệ được nha các bạn nhá, để mà hạn chế sát thương sốc của cái thằng Kế Nắc và cái thằng Zuka. Khi đó bạn thì dễ dàng chơi hơn. Lavi thì nói sợ con Mina hơn, bởi vì Lavi không gia tăng tốc độ chạy tốt như kiểu con Caffini nhà mình. Caffini nhà mình có thể giữ vị trí và chăn thả tốt nha các bạn nhá. Chơi Liên Quân từ giữa năm 2017 mà bị kẹt ở tiếng Anh đến bây giờ nè. May mà như S có thể thoát khỏi rank hay không ấy, phải hỏi S ngay. Ok, Na và Bison nhá, là hai lựa chọn giúp anh em thể đeo rank dễ dàng gánh team hơn. Hãy thử hai vị tướng này đi. Bởi vì cái câu hỏi của bạn nó dài quá nên TNG chỉ tóm gọn thôi anh em ạ và trả lời luôn. Như vậy sẽ bớt mất thời gian của anh em. Đây đây, đang lựa này, đang lựa đây anh em ơi. Mình cũng đang lựa, nó cũng đang lựa góc thôi thì mình ăn trụ. Coi S hai mùa lên cao thủ luôn, mặc dù chơi ở bên Mỹ cơ. 200MS, cho em hỏi là Sedika, nếu gặp mấy con tướng châu bò như là Toro và Thên cùng Mina thì lên đồ ra sao để counter bọn nó? Thực sự thì chúng ta sẽ phải có kiếm phân nia và diệt thần cung, kết hợp thêm quả chiêu 2 của Sedika ném vào đầu bọn nó. Đấy, giúp anh em có thể đánh xuyên giáp và chơi phần trăm dễ dàng hơn. Nhưng mà thực sự ấy, nếu các bạn không muốn lên đồ như vậy cũng không sao. Bởi vì với cái sải rất là dài của chiêu cuối anh em ấy, các bạn hoàn toàn thể với tới chủ lực kẻ địch được. Nhưng mà nếu mà để hoàn thiện và ok, tức là muốn bắn bọn nó ấy, thì kiếm phân niên là trang bị không thể thiếu được. Sau đó là một trang bị xuyên giáp nha anh em nhé. Diệt thần cung thì vẫn sẽ được ưu tiên hơn. Và sau đó là kết hợp thêm quả chiêu 2, quá tuyệt vời. Trận đấu này thì team địch có rất là nhiều sát thủ. May mà TNG có một ông trợ thủ rất là gương mẫu anh em ạ. Đấy, đi trước, trước tầm nhìn các kiểu. An toàn cực kỳ luôn. Mình cần di chuyển theo sau nhá. Đây đây, cơ hội. Úi dồi ôi, hay quá. Chỉ chờ cái cơ hội của thằng Zuka nè và thằng Rat nó hết combo thôi anh em. Khi đó ông ta mới thể dám la vào được. Đây, trả đam liên tục luôn ạ. Trả đam, hay quá. Quầy, nguy hiểm thật đấy. Các bạn nhớ nha, cái mắt soi sáng bây giờ ấy, nếu các bạn ở trong bụi sẽ không bị lộ, nên anh em chơi sát thủ nhớ tận dụng. Xem video của S lên cao thủ uy tín luôn. Chất luôn, đúng không ạ? Em nhớ là coi video của S từ hồi mà làm content mua tướng 13k 18k lâu lắm rồi. Ok, cũng khá là thời gian rồi đấy anh em ạ. Thời gian mà, không đợi ai đúng không? Thì mình cũng phải thay đổi theo thời gian thôi. Trước đây thì chưa chuyên mục đó chính là Q&A. Thì bây giờ có trao đổi thẳng thắn với anh em là như vậy. Khó chịu nhở. Cái pha này mình hơi chủ quan. Ông Thên mới có check đến đoạn đấy thôi. Đây, cái con tà thần này rất quan trọng đấy nhá. Chúng ta có thể ép trụ dễ dàng hay không là nhờ nó. Đây, leo lên trên Bison và thẳng tiến thôi. Ôi, rát kìa. Ui, ghê gớm nhở. Tiếc thật đấy, cái pha này nếu mà anh Thên còn không còn có giải khống chế ấy, là TNG trả đam. Chỉ cần hai bắn thôi anh em ạ. Ed ơi, em chưa bắt tơi tà thần mà gặp nhiều khống chế quá, có nên dùng thanh tẩy không? Nếu mà cái địch nhiều khống chế vượt mức bình thường, ví dụ như là toàn là Mina rồi là Clissy các kiểu ấy, thì các bạn vẫn có thể dùng thanh tẩy, không sao cả. Đôi khi chúng ta thay đổi nhưng mà nó hợp thời và hợp tình huống, nó lại chuẩn bài ngay, ok chưa? Đương nhiên là không phải trận nào chúng ta không cầm, nhưng mà nếu mà cảm giác là tên địch căng quá ấy, thì vẫn nên cầm nhá. Chứ không ấy, lên nhiều đam thế nào, khỏe thế nào mà các bạn lại bị hạ hay là bị khống chế lên bảng điểm số ấy thì không tác dụng gì đâu. Giao tranh liên tục nè. Đấy, Aoi vào rồi kìa. Đó. Chúng ta chỉ cần đợi vậy thôi nha anh em nhá. Đợi vậy thôi, đợi chủ lực kẻ địch mất hết những kỹ năng quan trọng thì đó mới là cái thời điểm chúng ta lao vào. Trước khi mà chủ lực kẻ địch còn những kỹ năng quan trọng ấy thì các bạn cứ từ từ, không phải vội. Nhiều anh em hôm trước coi video nói về top 5 của TNG, TNG dùng từ sục cho hai lần đại bác liên tiếp của con Capni. Từ sục đấy phải từ bậy bạ đâu, nó kiểu như là gì nhỉ,
sụp khói, sụp bơm nước các kiểu thôi anh em. Chứ chính vì tránh vì anh em hiểu lầm linh ta linh tinh thế nên TNG sẽ quyết định là dùng từ khác thay từ sụp là thằng là từ gì nhỉ? Hai lần bắn liên tiếp à? Hai lần nhồi đam liên tiếp à? Nghe cũng thú vị đấy anh em ạ. Anh em thích sử dụng cái loại từ gì ạ? Thì đừng quên comment dưới video nhá. Nếu chơi xạ thủ mà thấy tin địch nhiều sát thủ sốc quá có nên lên sát thương khổ hay không? TNG nghĩ là không, bởi vì chúng ta còn nhiều sự lựa chọn khác. Mấy hôm nay bị ho liên tục anh em ơi. Thành ra là có hôm thì bị giọng này giọng kia. TNG cũng đang rất là chờ mong mình khỏi ốm sớm đây. Để gửi tới cho anh em một chất giọng nó mọi khi, mọi năm và quen thuộc nhất. Anh Rát làm gì đây? Anh Rát đổi mạng ăn Lily anh em ạ. Thực ra cái pha này TNG nghĩ là đổi mạng thành công. Bởi vì nó chỉ cần hay hơn một chút thôi là thằng Bison đi luôn. Mà xác định đó anh em. Tầm phút 15 này là ai ăn được là người đấy toang mà. Vedet bị mất tăng tội chạy thì nên đi rừng hay đi top? TNG nghĩ là các bạn thì cầm đi top và đi trợ thủ để cầm tốc hành. Nó sẽ dễ dàng chơi hơn. Nhưng mà nếu tự tin về kỹ năng thì chơi thôi. Cái pha vừa rồi cái được của thằng Rat ấy nó là đổi mạng được Lily. Nhưng mà cái mất của nó ấy là mất đi một người có thể cấu rỉa và gây uy hiếp lên con ma thần. Mà anh em biết đâu, trước khi con ma thần ra và ăn ấy mà để mất người ấy thì tỷ lệ thua rất cao. Mà đặc biệt là khi team mình có ma thần mà team địch lại mất 2-3 người ấy thì chắc chắn bọn mình win rồi. Đừng quên tặng TNG một like và comment video chúng ta cùng trao đổi nhé.